Xin chào tất cả các bạn. Thì video ngày hôm nay chúng ta sẽ học về cách nói giờ các bạn. Trong trường hợp như là ông xã các bạn muốn nhờ các bạn ngày mai kêu anh ấy thức dậy sớm, hoặc là ảnh nhờ mình chỉnh cái đồng hồ báo thức vào lúc 5 giờ sáng ngày hôm sau cho cái đồng hồ báo thức nó reo để mà anh ấy đi làm hoặc là dậy sớm để mà đi đâu đó, thì chúng ta sẽ có cách thể hiện là yobu hoặc là takiya yobu alarm jom dasesiro macho julle alarm jom dasesiro macho julle, tức là em có thể chỉnh cái đồng hồ báo thức lúc 5 giờ giúp anh được hay không. Mình có thể trả lời là tại sao anh lại định thức dậy vào cái giờ đó. Mình có thể nói là vì cái 시간에 일어나려는 거야? 왜 그 시간에 일어나려는 거야? 왜 그 시간에 일어나려는 거야? 왜 그 시간에 일어나려는 거야? Tại sao mà anh lại định thức dậy vào cái giờ đó vậy? Tại vì anh phải đi làm sớm. 일찍 출근해야 해요. 내일 내가 일찍 출근해야 해요. 내일 내가 일찍 출근해야 해요. Bây giờ mình trả lời tiếp theo nha. Em biết rồi. 알았어요. 네, 알겠어요. 여보. 알겠어요, 여보. Bây giờ chúng ta luyện lại cái cách nói giờ nha các bạn. 1 giờ là 1 시. 1 시. 2 giờ 2 시. 2 시. 3 giờ 3시, 3시, 4 giờ, 4시, 4시, 5 giờ, 5시, 5시, 6 giờ, 6시, 6시, 7 giờ, 7시, 7시, 8 giờ, 8시, 9 giờ, 9시, 10 giờ, 10시, 11 giờ, 11시, 12 giờ, 12시. Còn phút, phút trong tiếng Hàn là bun, bun. Ví dụ như là 5 phút thì mình nói là 5분, 5분. 10 phút là 10분, 15 phút 15분, 20 phút là 20분, 25 phút là 25분, 50 phút là 50분. Và rưỡi trong tiếng Hàn của mình đó là ban. Ví dụ như là 1 giờ rưỡi, 1 시 반. Còn 12 giờ rưỡi thì mình nói là 12시 반. Và cái từ kém trong tiếng Hàn, từ kém đó là 전. Trong tiếng Việt mình là 1 giờ kém 5. 1 giờ kém 5, nhưng mà trong tiếng Hàn chữ kém nó sẽ làm sao? Phút thì cũng vậy. Mình lấy ví dụ như là지금 11시 5분 전이에요. 이 전에는 전에 nó sẽ nằm sau cái vòng phút nha các bạn. Hôm nay Trang sẽ kết thúc bài chia sẻ ở đây. Hẹn gặp lại các bạn trong video chia sẻ lần sau. Thân ái chào tạm biệt các bạn. Hy vọng là các bạn sẽ nhấn vào cái nút subscribe ủng hộ kênh của mình nhé, để mình có động lực làm thêm nhiều video chia sẻ mới nữa. Tạm biệt các bạn.